Đi đánh, đánh Chara nhở? Bây giờ phải đi xem con Chara nó ở đâu ấy, nó khóc. Nhưng mà từ hôm qua rồi, thì Chara đi đâu ấy? Tao cũng thấy không có về, nó không về nhà sao bố mẹ nó ở vậy? Đúng rồi, tại em lên tìm cũng có thấy đâu. Hôm nay em mới biết tin luôn ấy. Thế bây giờ là mấy em đi tìm chị Chara đấy à? Vâng. Anh Chara ơi. Ê, yên lặng, yên lặng. Có nghe tiếng khóc không? Thì biến chị nghe nào. Để chị nghe lại nữa nào. Ồ có này, có tiếng khóc. Khóc á? Khóc ở đâu ý? Ừ nghe, hay là nó khóc ở trong đấy. Ừ nghe, nghe vang vẳng ở đây. Ê nhưng mà trong đấy không có ai. Không có ai. Nhầm hướng rồi. Ôi Chara này. Cái gì ấy? Sao cái gì tại sao ấy? Vậy hình như nó bảo tại sao anh vậy lại đánh nó. Bây giờ mình đi xuống để xem nó khóc cái gì. Tại sao? Ui Hoa. Chara. Chara chị Chara bị làm sao ấy? Ôi Hoa, Hoa thằng 7 này, Hoa thằng 7 tặng 20 tháng 10 này. Chị làm sao đấy? Chị ngồi đây khóc rồi. Không đổ nhá. Tại mọi người, cứ cứ ngày mọi người đổ cho chị. Chị bị ngược sáng, chị đổi hướng. Mọi người còn chửi chị nữa. Em chửi không em có chửi chị đâu. Nhưng mà các anh chửi chị, các anh còn đánh chị, rủ chị nữa. Thế hôm nay về nhà anh Bảy có đánh chị không? Có. Anh Bảy, anh Bảy đáng ghét. Chia tay anh rồi. Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Ôi khóc rồi, khổ thân. Chia tay thôi mà em, chia tay thì yêu thằng này. Ôm ôm đi. Ôm đi. Đúng rồi, chị bắt anh Bảy đi, đi ông đánh khác. Nhưng mà hướng này tôi bị ngược nắng, tôi không quay được. Tôi phải quay hướng này. Hay là chị ông Navi. Nhưng mà ông Navi không thèm nữa đâu. Tại mày đấy, mày không xin lỗi. Thầm thằng Bảy nó mới ra tay với mày. Nhưng mà anh Bảy đánh chị cho nào, vậy là không được. Thì biết là không được rồi. Nhưng mà phải có lửa thì mới có khói. Không, mà làm gì có đất lửa đâu. Không cần bà ở đây nữa. Cái gì tao không ở đây để ăn ủi Chara thì ai ăn ủi Chara. À ừ thế tao đổi ạ. À sorry Chara nhé. Ui cái thằng Bảy này nó ác độc quá cơ. Anh Bảy đánh như Chara đó. Ừ đàn ông con trai mà đánh con gái là không được. Anh thấy còn đánh như Chara nó kia kìa. Ừ. Mọi người xem video trước đấy. Chị ổn lắm. Ôi Hoa, Hoa, ôi Hoa, đừng đừng, Hoa nó vô tôi. Hoa nó vô tội mà Chara ơi. Chị ơi nín khóc đi, về nhà chơi với em đi, bỏ anh Bảy đi. Anh Bảy là đôn thôi, không biết yêu anh Bảy. Anh Bảy, anh Bảy không biết thương Hoa tiếc Ngọc một tí nào. Thật đấy. Em bây giờ tình hình ngồi đây thì nó cũng khóc mãi không được. Em có nhớ cái chỗ nào mà hai đứa hẹn hò ấy thì mình phải chị nhớ. Đừng nhắc nữa. À thế á? Ừ thế chị không nhắc nữa. Em ngồi đây. Cái chỗ nào mà gặp nhau lần đầu tiên à? Ừ đấy, mình luôn. Mình đến đấy mình quăng hoa xuống, mình giải tỏa nỗi sầu. Mình đáp hoa đi. Cầm hoa đi rồi này. Hình như lại đến cái cống tình yêu hay sao ấy đúng không? Cống tình yêu á? Đâu rồi? Em chưa nghe cống tình yêu bao giờ. Thế em không biết là sự tích của cái cống đấy rồi. Cái nơi đấy là nơi chuyên gia để tỏ tình. Thế ừ. Là cái, à, là cái nơi cống mà... huyền thoại của chúng ta. Chính xác. Cái nơi mà anh Bảy tặng sô-cô-la cho chị Chara. Ê, ê, xịt, 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 xịt. Nó đang đau khổ, nó đang đau khổ. Nó đang đau khổ đấy. Cái nơi đấy là cái nơi mà anh Bảy tặng sô-cô-la cho chị Chara. Đúng rồi, nhưng mà
quay hướng này bị ngược nắng quá cơ, khổ thân thân tôi quá. Ơi, khổ thân. Đi 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 đi. Tại sao lại làm vậy với cha ra chứ? Trời ơi. Mình đi thêm một đoạn nữa đi. Mình đi thêm một đoạn nữa. Sắp đến rồi, mình cố gắng đi thêm một đoạn nữa rồi mình quăng hoa xuống cũng được. Cái lúc đấy thì thằng Bảy không biết nó đâu rồi ấy nhỉ. Thằng này tàn ác quá. Bỏ người ta xong rồi không. Ơ chị không muốn nữa. Alpha thì thằng Bảy có nạn nhỉ. Bảy khốn nạn, anh Bảy là đồ khốn nạn anh rồi. Ừ. Bảy là đồ bỏ đi. Anh Bảy là đồ tơi. Nó làm cho ra khóc sưng hết mắt rồi. Ừ đấy, em ăn ủi cha ra đi bé con. Và chị đừng khóc nữa. Ừ đúng rồi. Nín đi. Rồi rồi rồi, nín đi. Mấy mọi người ăn ủi em này, bị ngược nắng quá trời đất ơi. Ôi trời đất ơi, thằng này chị không ngờ nó ra tay mạnh tay như thế đấy. Không thể tin được. Thôi đi một đoạn nữa. Sắp đến rồi. Trời khổ thân em. Này thấy chưa, thằng Bảy đánh cha ra đấy các bé ạ. Đời sao bé nó khóc ứ ở đây này. Em khóc như vậy mà em không thấy giọt nước mắt nào. Bố không nước mắt ở trong lòng. Đúng rồi. Ôi da. Làm sao mày bây giờ mày đi rõ mày buồn bã làm cái chó gì? Đó, chúng mày buồn bã làm cái gì? Buồn bã cái gì? Chia tay thì chia tay còn chó gì phải buồn. Mày không thấy mẹ mày bố à? Nó láo tét, cái con ấy mày nhìn không, mặt nó không biết thấy láo tét là mặt nó cứ cân cân ăn mẹ mày đã bộ rồi ăn nhãn rồi mặt mặt mẹ. Còn đô rửa bát thì làm vỡ hết bát, làm được cái trò giống gì? Bỏ đi anh. Bỏ đi là đúng rồi, còn làm sao nữa mà phải buồn. Bây giờ lại thêm một cái gọi là vu khống nữa. Gai gú chỉ là phù du thôi. Đổi tội cho người khác rồi lại còn. Bỏ đi anh, gai gú chỉ là phù du thôi. Mày bây giờ phải tỉnh táo lên, không yêu con này thì yêu con khác. Cái con ấy nó có cái gì mà mày phải yêu nó? Đúng rồi, phù nữ lại kia gọi là chân dài mét chín đời như nào. Chẳng có gì phải yêu á. Chẳng có gì để mà lưu luyến cả. Nói thật chứ, như mình ấy, mình mà như thằng Bảy ấy, mình bỏ từ lâu rồi. Nghe thấy cái tiếng mà bộ là hạt ăn hạt nhãn nó mà dỗ vào mặt mẹ đấy là luôn, mình bỏ đứt luôn. Bảy em là em vẫn luôn. Đấy, mày cái này có gì đâu mà phải buồn, buồn làm gì? Sao không em, buồn làm gì? Sao lại buồn? Buồn làm cái gì? Không buồn, vui. Cười nào? Đúng rồi, vậy. Mày sao mày buồn? Mày nhìn cái gì mà nhìn? Làm sao phải nhìn? Cái cống này thì nó cũng chỉ là hồi ức kỷ niệm ngày xưa thôi. Bây giờ thì mình có không yêu nó nữa thì mình bỏ đi, cắt đôi nỗi sầu. Anh buông đôi tay cắt đôi nỗi sầu. Cắt đôi nỗi sầu. Là sau này ấy, sau này mình có yêu con khác ấy thì mình tìm cái cống khác ấy. Cống nào nó linh nghiệm mà ấy, thì cái cống này chỉ có cắt đôi nỗi sầu thôi. Cống này đấy. Cống nào nó cao cao lên tí nữa, nó sâu sâu một tí. Nếu mà có làm sao thì nhảy xuống thì cũng không phải gì. Thôi không có gì đâu. Vui lên anh, buồn nữa. Thôi mình đi làm đứa gì ở chỗ vui thế. Vui lên đi em, vui vẻ lên đi em. Có gì phải buồn, vui lên đi em. Có gì đâu mà khóc với sầu. Có gì ở đâu mà khóc với sầu. Mày buồn thì mày nói to đấy, mày há cái gì nhí nhí nhí, ai nghe đấy chị? Há cái mồm nó to ra. Buồn con buồn ơi. Chả gì về buồn nhá. Mày cứ như tao này, chả cần phải yêu đương, chả phải khổ sở. Có phải không em? Phải không em? Buồn làm gì nhỉ? Phải không em? Bố là không phải buồn. Bà không phải buồn. Đúng em. Đúng em. Không phải buồn. Không phải buồn. Cuộc sống này mình còn phải. Này im. Nào. Cuộc sống này mình ra xã hội mình còn phải bon chen đấy, rất là nhiều. Cho nên là không phải buồn. Đây này. Mày cứ như mấy đứa bé này này. Đấy cuộc sống thảnh thơi này. Nhìn cái cống này có cần về cống tình yêu đâu.
Này, chị ngồi đây chơi, tơ thắn vào đây, sướng bỏ mẹ. Làm sao mà yêu, yêu làm gì? Hãy tơ thắn như bọn chị ăn này này, ấy, cuộc đời vui tươi. Anh ơi, em cũng vui tươi. Mày thì vui tươi hẳn thôi, không, không nói một chuyện mày. Vui nè. Không có gì mày buồn. Nó ngồi làm gì mà mày buồn? Có gì thằng ngáo ơi. Ôi giời, như trẻ trâu. Vui em. Hả? Sao hả em? Có phải buồn không? Làm gì phải buồn? Không, không. Phải vui chứ nhỉ? Không phải vui. Bởi vì buồn thì nó có được vui đâu mà. Buồn làm gì? Đấy, cứ như bọn trẻ này vô tư, vô tư, vô lo. Cuộc sống không phải suy nghĩ. Vô lo, vô nghĩ cho anh. Vô tư. Là sao? Ê, bọn này đang đi làm cái gì? Mày im mồm ngay á. Anh nói cho mày biết đấy. Mày bây giờ á, về từ này về sau ấy, cấm chỉ được như con chị mày, hiểu không? Ai biết được. Này, như con chị mày đây. Này, im. Về nhà mẹ, về nhà mẹ của thằng Bảy ấy, về nhà cô, về nhà bác, người yêu tương lai sau này. Này, về nhà người yêu tương lai sau này mà còn ăn gì thì hạt nhãn thì dỗ vào mặt mẹ. Bát thì đập hết. Mày ấy. Cái gì? Mày làm sao mày lại đánh tao à? Này. Ta đang nói những cái lời mà ngày xưa mẹ thằng Bảy nói thôi nhá. Này nhá, nó đang buồn gần toang đến nơi rồi, mày cứ nói mấy câu đấy. Làm sao mà phải buồn? Ra xã hội này, cuộc sống này mình làm ăn bươn trái, làm sao phải buồn? Này, bây giờ ấy. Im, bây giờ chúng ta không yêu nhau nữa thì chúng tôi cắt đôi nỗi sầu, anh buông đôi tay cắt đôi nỗi sầu. Ở đấy mà cắt. Làm sao? Quay tình cảm cắt đâu. Đấy mày nhìn thấy chưa? Đấy tại mày đấy mà cái thằng Bảy nó khổ sở vất vả đấy. Nó tao khuyên. Tao khuyên ngăn. Tao khuyên ngăn thằng Bảy đúng. Ô mày có mặt mũi to đùng luôn. Anh cũng vậy. Ôi, là sao là sao? Khóc à? Làm sao? Không có gì phải buồn hết. Mày bình tĩnh. Im. Tao đã nói với mày rồi. Bây giờ không yêu nhau được nữa thì chia tay. Mà chia tay thì phải vui. Chia tay trong sự vui sướng. Chứ không được chia tay trong sự buồn. Này bây giờ nhá, đứa nào mà cứ chia tay ấy là anh xin chúc mừng Happy New Year. Bảy cái gì anh đã nói rồi. Này anh không cần nói đâu, em mời mày không nhá. Này. Này mày im đi nhá. Anh này, cho ra mày im đi, anh nói cho mày biết này, mày không phải cầm cái bó hoa đến đấy để mà để cho nó lưu lại ký ức, lưu lại những kỷ niệm ngày xưa đâu. Này. Em không tìm, anh nghĩ em tìm cái bó hoa này hả? À. Em muốn giả anh đây, em không cần. Thì ra em không cần. Thì ra là thế, tình nào mà chẳng mơ phải tháng năm. Này, ta nói cho mày biết nhá, mày mới là đầu tối ấy, mày đừng có mà nói cho tôi. Mày mới hôm nay vừa mày đi học, mày có biết cái gì, mày láo thế à? Im nhá, mày mới là cái con tồi ấy. Im, mày thích vỡ không? Không dạ, im ngay. Mày có biết cái chuyện gì xảy ra đâu mà mày nói? Không biết cái chuyện gì xảy ra, đừng có mà nói. Mày nói em ơi, em không cần nữa thì thôi. Ôi! Cắt đôi nỗi sầu. Này, anh nói cho chúng mày biết nhá. Im, im. Mày, năm nay kinh tế khó khăn. Chúng mày á, mua cái bó hoa này mất 300 nghìn đấy, mày hiểu không? 300 nghìn mà chúng mày vất vây vậy à? 300 nghìn nhá, năm nay làm nhá, phải một tháng mới được 300 nghìn. Này. Tiền của anh hả? Ta không cần biết là tiền của ai, nhưng mà đây là đang suy thoái kinh tế. Đấy, mày vất đi vậy là có phải là mày xúc phạm không? Mày xúc phạm những người làm ra những cái bông hoa này không? Mày xúc phạm mày biết không? Bây giờ người vất anh không kêu anh bảo em làm gì? Nhưng mà mày là người vất ra nhá. Nhưng mà tại thằng Bảy. Này, mày ấy, tất cả là nguyên do từ đầu đến đuôi là tại mày hết là gì ạ? Tại chị hết. Mày 100%. Mày có phải 100% là tại con này không? Không. 100%. 100%. Mày ấy, em không 99% rồi. Này.
Mày ngộ à? Cơ này còn 2-3 bông hoa, nó biết mày tặng cái gì? Oh my god, bảy ơi. Sao mày phải buồn? Anh đã nói cho mày như thế rồi mà mày vẫn còn cố buồn à? Không được buồn. Đi vui lên, đi ba đi. Không có gì buồn, yên tâm. Yên tâm, không có gì phải buồn. Nói thật chứ bây giờ mà yêu đương ấy, có yêu hay đương thì mình phải yêu trong sự vui sướng ấy. Chia tay cũng phải trong vụ sự vui sướng. Kiểu như thế anh nói chúng mày rồi, bây giờ đứa nào mà chia tay ấy, thì anh xin chúc mừng. Đấy, này cái con kia cái mặt nó cứ chân chân, mẹ nó cũng nói rồi. Mẹ thằng bấy nói. Mẹ bấy nói chứ anh nói là anh bị hở hơi à. Thì anh nhắc lại thôi. Anh bà tám rồi thôi, anh là người bà tám, anh là cơ mụ bà tám thì mình nhá. Anh là anh đang đứng ở giữa này, anh đứng ở giữa là anh phải làm cái gì nó phải đúng quy trình đấy. 50-50, anh không bênh đứa nào cả. Thằng kia anh cũng không bênh, mà mày cũng anh cũng không bênh. Anh không bênh. Anh không có bênh. Mày bị điên à? Mày đây nhá, mày không phải như thế đâu, mày không phải thấy như thế đâu. Mày đừng tao vào lửa đâu nhá, chính là mày đấy. Mày làm sao? Thôi cái gì? Bây giờ mày thích làm sao? Anh nói cho mày biết này, mày có chia tay không? Có thì chia tay trong sự vui sướng, cắt đôi nó sầu luôn. Làm sao mà mày buồn? Này, tao nói cho mày biết nhá, mày không lấy thì mày đưa cho người khác. Mày đừng có mà vất đi như thế. Trời đất ơi, có bó hoa thôi mà. Ngay từ đầu, từ cái lúc mà anh tỏ tình với anh còn mang quả dừa. Mang quả dừa mới lại tay tôi còn đang có gạch trong đấy là tôi thấy có điều rồi nha. Cái này tôi biết ngay mà. Cái cục gạch này cũng đập vào mặt tao ấy. Mày im. Mày im không? Mày im không? Tao để lại ngay hồi với kể xưa của chúng mày cho mà xem. Tuy là tao không có trong câu chuyện đấy nhưng mà tao biết từ đầu đến đuôi. Anh là rùa à hả? Anh là rùa à mà anh biết. Mồm mà cái mồm mà là sao đấy? Anh biết là muỗi. Này, anh nói cho mày biết nhá, cái đấy là tại con Alpha, nó ăn hết cái bánh sô-cô-la nhá. Anh là mũi à mà anh biết. Mày ấy, tại mà... mày ấy nó lục lại ký ức ấy, mày hiểu không? Á à đâu, mày chứ cáo. Anh đã có mặt em ạ. Con chung như bây giờ. Khốn nạn nhỉ, bọn tôi còn hai đứa này làm sao đây? Đúng là tại anh ấy không để cẩn thận, nên là chúng nó mới biết để chúng nó cho vào. Đúng, đấy là bây giờ cái đội nói tại mày ấy, mày cũng có để tiền cho bạn đâu. Mà tao có này mày lên thế, bố như nó là bố nó không có thân. Em để cẩn thận. Mày lên cái thận cái gì mà lại bố mày bất tình thế. Cái tay thằng cháu nó bảo cho con ăn hai lấy tiền ở đấy. Anh không hiểu hả? Vậy đấy nha, vậy bây giờ là cái chưa có là đấy là nó cũng để cái tận rồi, nhưng mà đấy là thằng cameraman nó chỉ có ăn ra đấy cũng như nhau. Không như nhau gì hết cả, còn cái quả dừa thì làm sao? Quả dừa ấy cứ im không được mà. Mày im, mày im nhá, mày im. Tao tự dưng này thành mày mới cho ra cãi nhau. Đúng rồi, anh đừng quay đi chứ cô nhá. Cái gì đấy? Mày tay nào không? Anh cái gì vậy? Anh nói như thế này thì sao? Chưa chờ bọn lắm chị rồi gặp tay anh cũng. Chị đúng rồi, phải đi ngủ nha. Này, cái quả dừa đấy mày cứ hiểu cái từ dừa nó là cái gì không? Dừa là dư thừa. Dừa nào nó đấy đấy chưa? Trời ơi, em biết dừa đấy. Ôi giời. Dừa là nó muốn cuộc sống của mày sau này. Ôi. Anh ơi. Anh ơi. Dừa. Anh ơi. Dừa. Dừa có nghĩa là anh ấy thấy em dư thừa. Im. Dừa thì nó có thể là nó yêu thêm được nhiều đứa khác nữa bởi dư thừa mà. Tại mày đấy bảy ạ. Xin lỗi cho ra đi là hết chuyện rồi. Em không cần lời xin lỗi. Lời xin muối một màng còn hơn là không có ạ. Mày xin lỗi nó đi rồi quay lại. Có lỗi gì đâu mà phải xin. Mày ơi, mày ngang ngược mày đánh nó mày kêu mày không có lỗi á. Cũng đánh em mà. Nó có đánh mày đâu. Nhưng mà em đánh em luôn rồi. Im tốt nhất là cắt đôi nước sầu đi. Chia tay đi để chúng nó bất đau sầu rồi. Thì chia tay rồi. Chia rồi. Thôi. Anh ơi, cút đi. Cái gì? Cút đi. Em ơi. Anh ơi! Em ơi! Tại sao đợi em cút đi? Em mới cút đi! Anh cút đi! Tôi cút rồi thì đến đây làm gì? Im. Tốt nhất là hai đứa chúng mày từ đây trở đi là hai đường, hai lối đi. Đúng rồi! Đúng rồi! Đôi ta ai lối? Đừng của em cứ cút đi! Đúng rồi!
bây giờ là cắt bô nó sầu, anh dùng đôi tay cắt bô nó sầu. Anh cắt cái cả bóng hình của chị xe ra ở trong đầu anh bấm. Mày đấy, thằng Sáu ạ, mày cứ cười người khác đi, hôm sau người ta sẽ cười mày, mày cứ đợi đấy. Mày ấy. Thôi hai đứa. Sao, chúng mày có chia tay thì chia tay luôn đi. Hôm nay nó mang em chỉ muốn mang hoa đấy là em trả hoa giả cho nó. Cái đấy em không cần đi đứa ra bệnh này nữa được rồi. Em nói cái gì? Em nói hoa của anh dơ bẩn á. Đúng rồi. Em vừa phải thôi. Anh nói cho mày biết nhá, mày mà nói em bông hoa đấy là dơ bẩn đấy thì mày ý mày nói nó cũng là cái đứa dơ bẩn à? Đi đâu đây? Ôi trời. Ôi trời, hoa ơi là hoa ơi. Tao không được để bớt, đây cái bông hoa của tao mà tao bớt lại làm cái gì? Tao biết là tao biết rồi, biết trên tay cho cuộc tình của đôi tao. Ôi bầy ơi, hoa. Bầy ơi, đừng có nhảy xuống nước nhé, nhảy xuống nước là to đấy. Đừng nhảy xuống nước lấy cây kèo thôi. Cây, cây, cây này. Cây. Này cho mày cái cây này bớt. Ôi trời. Đây là hoa của tao. Ôi trời. Nó không ngờ mày vất như vậy đây. Mày thấy chứ bà gì? Mày thấy con năn ta ra nó như thế nào? Ừ, tệ thật. Mày thấy nó tệ không? Quá tệ. Cái loại gì? À quên, nó không tệ. Nó không tệ. Nó không tệ. Nó tại con chân ra hết. Bà chả biết cái khuê gì cả. Con chân ra này tệ bạc này, hai mặt này. Cơ này là chắc là nó có cả xác rồi đấy. Thế, chả ra nhìn thằng Bảy nó trân trọng hoa của mày mà mày quăng cái bụp phát vậy. Ơi. Chẳng phải đâu, đó là món quà nó tặng mày đấy. Mày ý, mày cứ 100% ấy. Thế nó thành ra như vậy, xin bà ạ. Bố mày ấy mày, chia ai đây? Đi đây. Đây. Cô này là anh biết mà nó có đứa khác rồi, nó mất bông hoa của mày đi như thế. Chấm luôn, không cần mày đi, không cần như gì thôi. Đi về. Đi thôi, đi thôi. Thôi. Thôi đi rồi. Mình cũng đi về. Nè, tao nói cho mày biết nha, bây giờ nhá mày không yêu nó thì thôi, đừng có mà làm phiền nó nữa, đừng có mà đến đây làm gì, mày đến đây làm gì? Em đến này, em làm việc này, em chỉ muốn nhảy thôi. Anh không qua đấy. Con này láo cái tên này, mày cứ làm như mày nói. Mày để yên tao nói này, mày không yêu nó nữa thì thôi, mày đừng có mà mang cái bông hoa đến đây làm gì, mày vứt cái bông hoa vào thùng rác cũng được, đừng có mang lên trước mặt nó làm gì cả. Em chỉ giả lại thôi. Này, nó không còn mày giả, mày không coi như là mày không còn nữa, mày vứt đi. Mày cái này mày mang đến đây để cho nó lưu luyến lại mày à? Thôi đủ rồi, đi về. Đường của ai cứ bước đi đi. Cút đi đâu. Anh em cần đi lại đây. Cút đi, cút đi, cút đi. Mọi người ơi, đây là chia tay trả lại quà nhưng mà người nhận không nhận nhá. Hết phí rồi. Đường nhà anh Bảy, đường này mà. Ơ nó đi nhầm đường kìa. Đi nhầm đường rồi. Đi nhà anh ở đâu ấy? Đường cái đường nhà chị cho ra mà. Nó thấy cùng đường kìa. Anh bốn nó anh Bảy về nha. Tao anh bốn gì đâu mà bay không? Thôi mình đi về. Cô nhà ơi con. Cho ra mình kiếm thằng khác em nhé. Ôi chị ơi đi về đường nhà anh Bảy đi. Chị kiếm thằng chị cho ra nhé. Ok.